Ngân ơi, thì hôm nay là mình có một cái buổi gặp mặt cũng như là trao đổi trực tiếp cùng với bên phía nhà trường ấy. Thì thứ nhất là thay mặt bên nhà trường thì em cũng xin phép gửi lời cảm ơn tới chị đã nhận lời tham gia cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay chị nhé. Em xin giới thiệu qua một chút, thì bên phía nhà trường sẽ có cô Ánh, cô Phạm Thị Ánh sẽ là trưởng phòng đào tạo sẽ cùng tham gia, và em là cô Hảo là phụ trách quản lý lớp học tại ALES chị ạ. Chị nghe rõ được đúng không ạ? Dạ vâng. Đấy, thì không biết là chị Ngân thì chị có thể giới thiệu qua một chút để các thầy cô cũng có thể biết rõ hơn được không ạ? Mình xin giới thiệu chị Nguyễn Hồng Ngân, chị là phụ huynh của cháu Nông Đức Khang, hiện Vâng nó ạ. đang học ở trường phổ thông trung học thành phố Cao Bằng. Vâng ạ. Cháu cũng có đã tham gia cái lớp học tiếng Anh cái ngày 10 tháng 4 rồi, cũng cháu đã tham gia cái kỳ thi tiếng Anh do Hội đồng Anh tổ chức, cũng đã có cái kết quả kết quả điểm của cháu, thì cũng về phía hội đồng thì cũng đã gửi cái chứng chỉ về cho cháu, mà cháu cũng đạt được là 7.5. Dạ, 7.5 IELTS đúng không ạ? Dạ Cũng vâng. với mong muốn cũng như là của về phía gia đình cũng như là bản thân của cháu, khi mà được nhận được cái kết quả ấy, thì cũng gia đình cũng rất là vui mừng, cũng như là đối với cháu Khang thì cháu cũng rất là thấy cảm thấy là phấn khởi Dạ vâng. quả đã đạt được. Dạ vâng. Thực ra thì bên phía nhà trường thì cũng rất là vinh dự khi mà nhận được cái thông tin của Khang là mình đã thi IELTS tại Hội đồng Anh và cũng đạt được cái thành tích xuất sắc là 7.5 đúng không ạ? Con đăng ký học ở bên phía nhà trường thì là mình đang đăng ký cái lộ trình học từ 0 đến 5.5 thôi đúng không chị? Dạ vâng. Đó thì hôm nay thì bên nhà trường cũng muốn gửi cái lời chúc mừng cũng như là chia sẻ cái niềm vui này cùng với Khang cũng như là đến cả gia đình mình nhé chị nhé. Dạ vâng. Thì không biết là chị Ngân chia sẻ thêm cho em về cái cảm xúc của mình khi mà biết là con nhận được cái kết quả điểm thi IELTS cao như thế không ạ? Chị cảm thấy như thế nào ạ? Phía gia đình cũng như là bản thân chị thì cũng rất là thực sự là cũng là một cái kết quả cũng ngoài mong muốn của gia đình, vì mình cũng chỉ nghĩ rằng là cháu nó tham gia kỳ thi đấy thì có thể là tại vì một số bạn của Khang ấy đã từng đi thi ấy, thì cũng chỉ được đến người cao nhất thì cũng được đến 6.5 thôi. Nhưng mà Vâng. vậy là chị cũng nghĩ là chắc tầm của cháu thì cũng chỉ được như thế. Nhưng mà cũng không ngờ là cái kết quả cũng 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 ngoài cái mong muốn của gia đình. Với bản thân Khang ấy thì sau khi mà được kết quả thì cũng cũng có hỏi, bảo là nếu mà cái kết quả này thì nó có ngoài cái khả năng của con không, thì nó cũng trả lời là ngoài khả năng, vì con cái lần thi thử ấy con cũng thấy con được điểm cao, khi mà nhận được kết quả này thì cháu nó cũng thấy là cũng đạt được đúng như cái, tức là cái kỳ vọng của cháu thì là cũng là mong muốn là được cái số điểm như thế này, mặc dù là tham gia cái kỳ học ấy thì chỉ là cam kết là tầm 5 đến 5.0 thôi, à 5.5 thôi. Thế nhưng mà qua cái khóa học ấy cũng như là các kỳ thi thử ấy thì cũng thấy là bảo là cũng con cũng có một số bài cũng được điểm cao, vậy là cũng rất là phấn khởi, mà cũng vừa với cái khả năng của cháu. Rồi, dạ vâng. À, bên phía chị Ngân thì hiện tại thì chị đang công tác trong lĩnh vực gì đấy ạ? Chị làm ngân hàng. À, làm bên ngân hàng ạ. Mình làm bên nhà nước, ngân hàng Agribank, Vietcombank hay là mình ngân hàng tư nhân hả chị?
Chị làm ngân hàng chính sách. À, ngân hàng chính sách ạ. Dạ vâng. Bởi vì cái công việc của mình thì không biết là mình có bận rộn quá trong việc mà mình đồng hành với con không, bởi vì em thấy là nếu mà mình chắc là mình cũng sẽ có dành thời gian để có thể đồng hành với con nhiều thì mới có thể giúp cho con có thể cái kết quả này đúng không ạ? Chị thì thực ra thì công việc của chị thì cũng cũng bận, thường xuyên là đi công tác ở huyện ấy, À thế ạ. việc học ấy thì cũng thực sự là mình cũng chỉ biết là động viên thôi, chứ còn về tiếng Anh thì cũng mẹ cũng chả biết câu nào. Dạ. Rồi, chị Ngân thì mình ở Cao Bằng thì cụ thể mình ở huyện nào đấy chị Ngân? Con Khang ở huyện nào đấy ạ? Cháu đang ở thành phố, đang học ở trường À. thì Con học trường cấp 3 là của con là trường gì đấy ạ? trường trung học phổ thông thành phố Cao Bằng. Trung học phổ thông trường thành phố Cao Bằng đúng không ạ? Lớp của con thì bình thường con học có phải lớp A1, A2 lớp chọn không ạ hay là con học lớp thường đấy ạ? Con thì cũng học lớp A1, học lớp À, vậy là lớp chọn rồi đúng không ạ? cũng học Đấy. về cái học học tiếng Anh thì cũng học có học nâng cao hơn so với các lớp khác. Dạ vâng. Đó, thì em thấy là thực ra thì trong cái phần mà khi mà con trình độ của con thì con cũng đã có phần nền của con rồi. À, một nền cơ bản. Mặc dù khi mà con vào thì con vẫn sẽ là test ở trình độ con học từ lớp Y05, tức là lớp mà vẫn phải củng cố lại cái nền để sao cho chắc chắn để đi vào IELTS được. Đúng không ạ? Đi vào IELTS được. Thì em thấy là đối với lộ trình học tập của con mà từ 0 cho đến 5.0, 5.5 đúng không ạ? Cam kết tối thiểu của con là 5.0 nhưng mà con vượt vượt 2,5 band. Vượt 2,5 band bản thân của con thì khi mà con thi xong con nhận điểm thì cảm xúc của con thế nào hả chị? Bạn có chia sẻ với chị nhiều không ạ? Cảm xúc của con ạ, dạ. Cái hôm mà đi thi về thì cái phần đầu tiên ấy là tức là nói về một cái chủ đề, một hai chủ đề ấy, thì về thì có vẻ là không được như ý lắm, À, dạ vâng ạ. là cái chủ đề bắt bước được cái chủ đề về thời trang với diễn viên ấy, thì con cũng nói biết. Tuy nhiên thì đến khi mà thấy điểm của bạn ấy thì là bạn ấy cũng cũng rất là phấn Phấn khởi, dạ dạ vâng khởi. thì dạ vâng em nghĩ là nếu mà vượt mà mình vượt band như vậy bình thường là các học viên mà đạt band theo đúng cái khóa học đã rất là vui rồi mà con là vượt 2,5 band thì chắc chắn là em nghĩ là con cũng sẽ có rất là nhiều cái sự háo hức và cũng như có nhiều cái kỳ vọng nhiều hơn nữa trong cái trường đại học sắp tới ạ. Thì không biết là bên phía chị Ngân cũng như là phía con là phía Khang đấy thì cái việc học tập của con thì định hướng khi mà con được 7.5 rồi thì cái định hướng trong việc trường đại học sắp tới của con thì mình có những cái định hướng như nào cho con ạ? Bởi con hôm nay lớp 12 rồi đúng không ạ? Bạn ấy thì muốn là vào cái ngành công nghệ thông tin. Thế thì À cái ngành công nghệ thông tin thì nó cũng liên quan trong cái công tác học tiếng Anh. Thì biết tiếng Anh thì học thì nó cũng sẽ dễ hàng hơn, nên là bạn ấy dạ tiêu của bạn ấy là thích công nghệ thông tin, nên là bạn ấy cũng phấn đấu là để lấy cái chứng chỉ tiếng Anh. à con thì con có dự định ngành thì ngành công nghệ thông tin rồi nhưng mà trường thì con đã có dự định trường nào chưa ạ? Bạn ấy cũng muốn là trường Bách Khoa, thế À nhưng có lẽ là Bách Khoa cũng điểm nó cũng cao, thì nguyện vọng của bạn ấy là vào Đại học Quốc gia nhưng khoa công nghệ thông tin. À thế ạ. Nếu mà em nghĩ là nếu mà 7.5 thì con hoàn toàn có thể apply vào trường Bách Khoa được rồi chị ạ. 7.5 thì em nghĩ là điểm rất là tốt để con vào được trường rồi. Nếu mà ở trường Bách Khoa thì ngay 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 của trường ALS thôi chị ạ. Đó, tức là đi bộ sang đấy ạ. Ở bên nhà trường sẽ là khu vực của Bắc Kinh Xây thì bên phải sẽ là bên trường Đại học Bách Khoa. Đó, bên trái sẽ là bên xây dựng. Đó, còn đằng trước là bên Kinh tế Quốc dân. Đó, tức là ba trường cạnh nhau và cũng như Alex là ở giữa của ba trường đấy luôn đấy. Đó, dạ vâng, nếu mà con vào trường Bách Khoa thì em nghĩ là cũng sẽ rất là hợp lý bởi vì với cái điểm của con thì con đang lo lắng điều gì ạ? Tức là con đang sợ là cái phần điểm của con không đạt hay như thế nào ạ? Bạn ấy đang lo cái bài đánh giá năng lực, À, cái phần điểm xét đúng không ạ? Dạ điểm vâng. bởi vì của trường Bách Khoa cái đánh giá năng lực nó cần một cái tư duy nó phải khá tốt, nên là
bạn ấy đang ngại vấn đề đó. Dạ vâng, thực ra em nghĩ cứ khuyến khích con chị nhé. Nếu mà vào công nghệ thông tin mà con vào được trường Bách Khoa thì mình cứ xét xem các cái trường, các cái phần điểm xét tuyển của trường là được chị ạ. Nếu mà con đạt cái điểm xét tuyển đó thì mình hoàn toàn có thể hỗ trợ cho con vào trường đó. Đó thì nó sẽ tốt hơn. Đó, còn vào công nghệ thông tin ở bên trường Đại học Quốc gia thì cũng sẽ rất là hợp lý. Nhưng mà trường về gọi là chuyên chuyên để cho con về các cái ngành khối và con về công nghệ thông tin thì nếu mà con thích Bách Khoa thì hoàn toàn có thể apply được chị nhé. Đó thì nên là cái này thì có thể là bên phía cô Hảo thì mình cũng sẽ xét xem cái phần mà trường Bách Khoa ấy, về các cái phần xét tuyển đầu vào của con, ví dụ với IELTS là 7.5 thì họ sẽ yêu cầu thêm các cái yêu cầu gì không trong cái học bạ của con hay là cái điểm thi tổ hợp của con. Đấy thì nếu mà điểm mình sẽ cô Hảo sẽ cùng trao đổi với bên phía phụ huynh và Khang xem là cái điểm của con có phù hợp hay không. Nếu mà điểm của con phù hợp rồi thì mình cứ tự tin thôi chị nhé, cứ tự tin là cho con vào trường thôi và con cũng hoàn toàn tự tin vào thôi. Còn khi mà vào rồi thì kiến thức nó hoàn toàn mới mà chị, ai cũng sẽ làm mới cả, nên là con vào thì con học từ đầu lại thì nó không liên quan đến việc mà tư duy đâu chị ạ. Con vào thì con sẽ học lại từ đầu, giáo viên sẽ dẫn dắt cho con thôi. Đó thì cái này thì cô Hảo sẽ trong phần trao đổi riêng thì có thể sẽ trao đổi với Khang và cũng như là về phần xét đầu vào học bạ cho các con xem nhé. Đó thì cô Hảo sẽ hỗ trợ cho bên phía mình nhé, chị Ngân ạ. Thì cái này thì mình cứ an tâm ạ. Đó, dạ vâng. Thì đấy là về việc liên quan đến về trường đại học thì mình cũng đang mong muốn là cho con xét vào một số trường đại học như thế thì cho việc học tập. Thì đối với phần trong cái xét thêm về trong cái quá trình học tập của con ấy thì chắc chắn là cũng sẽ có rất là nhiều các cái câu hỏi mà có thể là bên nhà trường cũng sẽ mong muốn là bên phía chị Ngân có thể chia sẻ nhiều hơn và bên phía phụ huynh cũng mong muốn là có thể những người kinh nghiệm đi trước như bên phía chị Ngân thì có thể chia sẻ để mà phụ huynh cũng có thể sau này và đồng hành cùng với các con thì có thể đạt đến những điểm tốt như bạn Khang nhà mình. Đó thì bên phía cô Hà để có thể hỗ trợ và cũng như trao đổi để bên phía chị Ngân có thể chia sẻ nhiều hơn và cũng như là có thể truyền lại những kinh nghiệm cho bên phía phụ huynh nhé. Dạ vâng. Chị ơi, về cái phần thông tin xét tuyển của con ở cái trường Bách Khoa ấy, thì sau cái buổi ngày hôm nay thì em sẽ trao đổi riêng với chị cụ thể những cái tiêu chí như thế nào để có thể hỗ trợ mình cái phần hồ sơ đấy nhé chị nhé. Đấy, nhờ cô dạ, vâng. Xem những cái điều kiện ngoài ngoài tiếng Anh ra thì những cái điều kiện phụ kèm theo của đúng rồi thì yêu cầu dạ, như vâng. Vâng, em sẽ xem và em sẽ gửi riêng cho chị cái phần này. Thực ra thì với cái điểm IELTS 7.5 của con rồi ấy, thì mình có thể rất là tự tin về cái phần hồ sơ để mình có thể nộp được vào trong trường Bách Khoa đấy. Tuy nhiên thì nó sẽ có một số những cái điều kiện đi kèm thì em cũng sẽ gửi chi tiết cho chị sau cái buổi ngày hôm nay nhé chị nhé, nên là chị yên tâm về phần đấy. Dạ vâng. Đấy thì không biết là chị, em thấy là Khang bạn ấy đạt được cái điểm chấm 5 7.5 này thì đã rất là cao rồi, điểm số thì hơn cả những cái mong đợi của mình luôn đúng không chị? Thì em nghĩ là trong cái quá trình bạn ấy học như thế thì chắc chắn là phải có cái sự đồng hành từ phía phụ huynh ấy. Đấy thì không biết là chị có thể chia sẻ cho em biết thêm về cái quá trình mình đồng hành với con như thế nào trong suốt cả cái chặng đường con học cùng với Alex không ạ? Về phía gia đình ấy thì đối với chị thì chị cũng chỉ biết là động viên con là đã tham gia học thì con phải học cho nó nghiêm túc, rồi vào lớp thì phải đúng giờ giấc này theo cái lịch học cô đã gửi chứ không được chậm trễ này, rồi là không được bỏ. Vì một cái kỳ học thì bạn ấy cũng học từ tháng 8 năm 22 thì thực ra thì cũng là chị cũng tất cả cái mong muốn của cháu ấy từ từ cái năm lớp 11 rồi cũng đã nói cái ý định là học cái chương trình này rồi, nhưng mà tuy nhiên thì chị cũng cứ cũng không biết là ở trung tâm nào rồi là đăng ký ở đâu, thế do vậy là cũng chần chừ. Nên là đến vừa rồi thì tháng 8 năm trước thì mới biết đến trung tâm, nên do vậy là cũng bảo thế. Vì cái nguyện vọng của con thì con cũng đã mong muốn là học để thi lấy chứng chỉ rồi, nhưng mà chỉ là về phía mẹ nên là cứ chần chừ. Thế thì chị cũng chỉ biết là khi mà tham gia cái khóa học này thì cũng cũng động viên bạn đấy là mẹ cũng sẽ cố gắng
tạo điều kiện để cho con được học. Tuy nhiên về phía con thì con cũng phải tham gia đến cùng khóa học, rồi là thực hành và cũng phải chăm chỉ học tập thì mới được cái kết quả như mong muốn. Thì Dạ vâng. động viên như vậy thôi. Dạ vâng, thực ra thì em thấy công việc của chị cũng rất là bận rộn, đi hay đi tỉnh đi công tác nhiều đúng không ạ, nhưng mà mình vẫn cứ sát sao về cái mặt tinh thần với con, động viên con, cũng đôn đốc con học tập rất là nhiều trong cả cái suốt lộ trình học của con ấy đúng không ạ. Dạ vâng, thế thì cái việc học của con tại ALET ấy, chị cảm thấy là nó có những cái lợi ích gì, cũng như là trong cái quá trình mà con tham gia học như thế thì chị thấy là bên ALET cần có những cái cải thiện hơn nữa về những cái vấn đề gì thì để bên bên trường có thể hỗ trợ được cho các học viên sắp tới được tốt hơn nữa ạ. Bởi vì học online này thì chị cũng thấy là về phía nhà trường thì cũng các cô dạy thì cũng rất là thời gian thì cũng đúng giờ này, rồi cái cách giảng dạy của các cô thì cũng rất là thu hút học sinh, Dạ vâng. nó cũng chị cũng thấy là không có bỏ buổi nào, rất là chăm chú học đúng thời gian lắm. Chẳng biết là còn chị thì cũng không hiểu về tiếng Anh lắm nên do vậy là cũng không biết, chỉ biết là cũng học thì cũng hỏi bảo là thế con có thích học không, thì cháu nó bảo là con có, con thích, Dạ vâng. chỉ là học rồi chán rồi bỏ thì cũng thế. Nhưng mà tôi cũng thấy 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 cháu cháu nó chịu khó học. À dạ vâng. Chị Ngân ơi, em xin phép một chút là mình có thể đẩy cái camera lên lên cao một chút để em có thể hạ thấp xuống một chút để em được nhìn rõ hơn đúng Làm như nào nhỉ? ạ? Chị đẩy thấp xuống một chút ấy, thì em sẽ nhìn thấy được mình rõ hơn đấy chị. Chị còn không biết sử dụng vào đâu. Rồi, thế vậy được rồi đấy ạ. Được rồi đấy ạ, không sao ạ. Rồi. Và Rồi, được những rồi cái đấy ạ. việc Chị học Ngân như vậy, được đúng rồi, ạ. chị chỉnh À như đúng vậy ok hơn rồi đấy ạ. Dạ. Được chưa cô? ạ, được rồi chị ạ. Em nhìn thấy rõ hơn rồi đấy ạ. Dạ vâng, cái trong cái quá trình bạn ấy học thì em cũng thấy là con tham gia học cũng rất là đầy đủ, bạn ấy thì nói chung là rất là nghiêm túc học tập chị ạ. Đấy thì ngoài những cái vấn đề mà những cái việc mà con cố gắng nỗ lực học như thế ra thì trong quá trình học cũng như là trong quá trình các cô hướng dẫn con tham gia lớp học ấy thì chị thấy là có những cái vấn đề gì mà bên trung tâm cần phải cải thiện, cần phải trau dồi hơn nữa để bên trường có thể lắng nghe và sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các học viên sắp tới chị, thì chị có thể chia sẻ với em ạ. Cái này chị cũng chẳng biết là tại vì chị lại không chỉ biết nghe con kể lại, Khác nhà mình có hay chia sẻ không ạ chị? Khác nhà mình có hay chia sẻ không ạ? ít chia sẻ lắm. Dạ vâng, tức là em thấy là con cũng khá là chủ động đúng không ạ? Nói với bố mẹ thì bố mẹ cũng chẳng hiểu. Bố mẹ nghề khác thôi, còn tiếng Anh không biết gì, cũng chẳng biết cái gì cả, cũng 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 ít chia sẻ, nhưng mà đấy là chăm chỉ học tập. Dạ vâng. Thực ra thì em thấy là Khang khá là chủ động trong việc học tập đúng không ạ? Gần như là việc học tập là con sẽ bố mẹ chỉ là động viên khuyến khích thôi, còn lại là tất cả những cái việc học tập còn lại thì con chủ động làm việc với giáo viên đúng không ạ? À, dạ vâng. Thế thì em nghĩ là mọi thứ nó cũng khá là tốt đẹp nếu mà khi mà con học mà con không gặp vấn đề gì, nên là con cũng không chia sẻ quá nhiều với bố mẹ về vấn đề hay là cái khó khăn mà con gặp phải là gì, mà đa số là con thấy học con tiến bộ là con cứ tập trung con phát triển cùng với giáo viên thôi. Nên là đôi khi mình hỏi khó khăn nên là
khó đúng không ạ? Bởi vì con chưa thấy, con chưa gặp phải. Thì như thế thì cũng sẽ rất là khó để mình có thể đưa ra những cái phần khó khăn mà khi mà con học học tập tại LS. Nhưng mà về những cái em thấy là đầu tiên cái điểm mạnh của con là con rất là chủ động và con học tập nữa. Thứ hai đó là việc mà bố mẹ cũng là, có cái sự đồng hành khuyến khích. Đôi khi mình không quá hiểu nhiều về tiếng Anh nhưng mà mình lại biết cách để đồng hành với con trên cái việc mà trên cái tinh thần và tâm lý độ tuổi của con ấy, thì cũng đã là điều rất là tốt để mà giúp cho con phát triển rồi chị ạ. Đấy, thì để mà công mà bạn ấy đạt được 7.5 thì chắc chắn là nó đến từ công sức của bố mẹ cũng đồng hành với con nhiều. Vậy thì đối với việc học tập của con thì như vừa rồi chị Ngân có trao đổi là cái việc lớp 11 mình cũng đã tìm hiểu về IELTS rồi cho con rồi. Và mình cũng biết là rất là cần thiết cho con rồi nhưng mà mình lại chưa biết là mình học ở đâu hay là mình học cái giáo viên nào để phù hợp với con. Sau đó đi đến tầm tháng 8, đúng không ạ? Tháng 8 của năm ngoái, tháng 8 2022 thì mình mới bắt đầu là đầu tư học tập cho con. Đó, mà đến tháng 8 thì đến bây giờ là tháng 4, đúng không ạ? Tháng 4 thì tức là dao động trong tầm tầm 7 tháng, 6 đến 7 tháng trừ thời gian Tết của con ra. Là cái thời gian mà con học tập để mà con đạt từ từ cơ bản cho đến 7.5. Đó, thì đây là con số mà thực sự nó rất là nhanh, tức là bình thường với một bạn ấy mà bạn ấy học từ 0 cho đến 6.0, 6.5 thì các bạn cũng sẽ còn mất tầm một năm rưỡi. Đấy là trung bình một bạn học học lực bình thường. Đúng rồi ạ, còn những bạn mà học chậm hơn một chút xíu thì bạn cũng phải mất ít nhất là tầm 2 năm để mà con có thể đạt được cái 7.5 đấy. Nhưng mà với bạn hai nhà mình thì trình độ cơ bản con đã có một chút nền rồi. Mà con đạt đến những trình độ là 7.5 mà con chỉ cần trong tầm 6-7 tháng thôi thì nó đã rất là nhanh, tức là nhanh hơn so với một bạn bình thường. Vậy thì chứng tỏ bạn ấy cũng rất là chăm chỉ nữa. Đấy, rất là chăm chỉ thì con mới học được như thế. Và con quyết tâm nữa, có thể là con rất quyết tâm, con biết rõ mục tiêu của mình là gì để mà con đạt được. Thì cái việc mà nếu đấy là cũng là trường hợp mà mình cũng rất là gì đấy là mình với là Khang này, Khang rất chăm chỉ. Nhưng mà với một bạn bình thường thì sẽ rất khó. Có thể đến thời điểm này là bố mẹ đang lo này, đang lo là không biết là có thi kịp hay không, hay là con đến trình độ này con có đạt hay không này, đúng không? Đó, nên là cái việc mà với một bạn bình thường thì có phải là ít nhất là lớp 10 hoặc muộn nhất lớp 11 là con sẽ bắt đầu cần phải học tập rồi. Đó, vậy thì em thấy là đối với việc mà khi mà con học tập gấp rút như thế, tầm tháng 8 là kỳ 1 của lớp 12 con mới bắt đầu học tập, thì lúc đấy mình cảm thấy nó có khó khăn hay là có thách thức hay áp lực gì không ạ? Khi mà mình học tập mình có tự tin và con có thể đạt được không, hay lúc đấy là mình cố gắng cho con thôi, còn mình sẽ chưa biết là không biết là con có đạt được không như nào, thì chị chia sẻ những cái khó khăn và những cái thách thức khi mà mình cho con học hơi muộn so với các bạn bình thường khác, thì lúc đấy mình có khó khăn gì không ạ? Thì lúc tham gia đăng ký cái khóa học ấy thì cũng các cô ở trung tâm cũng tư vấn, thì chị cũng có đặt vấn đề là nếu bây giờ mà học thì cái việc mà để mà thi thì trước khi mà thi tốt nghiệp ấy của cháu ấy thì có đủ cái thời gian không, thì các cô cũng sẽ là nếu mà tham gia học bây giờ thì đến tầm khoảng tháng 3, tháng 4 của tháng 5 ấy thì sẽ kết thúc. Thế thì tính là như thế thì cũng đủ, mặc dù là cũng thực sự là học học muộn quá thì cũng là vừa áp lực cho cháu cũng như là về phía gia đình. Thì mình cũng tức là nếu mà có cái thời gian sớm hơn nữa thì học xong rồi thi mà đạt được kết quả như mong muốn rồi thì mình lại dành cái thời gian để ôn thi tốt nghiệp. Đúng rồi ạ. Dạ vâng. Thì với một nếu mà có rất là nhiều các phụ huynh lớp 10, lớp 11 thì cũng đang bắt đầu là hỗ trợ cho con việc học tập rồi. Thì nếu mà để đưa ra một lời khuyên cho các bạn, các phụ huynh lớp 10, lớp 11, thì chị có những lời khuyên gì cho các phụ huynh để có thể hỗ trợ cho con học tập từ sớm ạ? Nếu mà theo chị ấy thì đúng là các cháu mà bước vào lớp 11 học thì vừa là đã sang lớp 12, vì lớp 12 thì cái thời gian nó cũng gấp. Xong là vừa phải ôn thi này rồi là còn nhiều những cái vì năm cuối cấp nữa nên là cũng có, nếu mà có nếu mà biết trước ấy thì trước đây thì đã cho cháu nó học sớm hơn. Dạ vâng, thực ra thì đúng rồi.
Vâng, thế ra nếu mà lớp 10 đúng không? Nếu mà Khang mà tính ra nếu mà con mà được tiếp cận từ hồi lớp 10 chị ạ, thì có thể là con được 7.5 ngay từ hồi lớp 10 của con rồi. Sau đó thì có thể lên lớp 11 là con có thể nâng các cái band điểm của con cao hơn nữa, đúng không ạ? Đó, có thể là 8.0, 8.5, có rất là nhiều bạn là lên đại học đã được 8.0, 8.5 rồi. Đấy, thì con hoàn toàn có thể nâng được cái band hơn nữa, thì con sẽ có những cái cơ hội vào những cái trường tốt hơn nữa. Đó, hoặc là có thể trong thời điểm đó mình lại quyết định cho con đi du học chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, mình có nhiều thời gian để mình suy nghĩ cho con những cái mục tiêu của con nhiều hơn. Đó, thì thường nếu mà các phụ huynh lớp 10 thì các phụ huynh là cái thời điểm gọi là thời điểm vàng cho các con cấp 3 để mà các con có thể học tập rồi. Lớp 11 là cái thời điểm mà mình gọi là bắt đầu là cũng sẽ là chạy đua rồi đấy ạ. Tức là bắt đầu phải các phụ huynh cũng như các con đều cần phải tăng tốc rồi. Lúc đấy sẽ không thể đi chậm được nữa. Đó, bởi vì như mình nói đó là đối với Khang thì là bạn ấy có sự chăm chỉ, có cái nền tảng trong việc học tập và cũng như là bạn ấy rất chủ động trong việc học tập. Đó, thì con có thể chạy rất nhanh so với một bạn bình thường khác. Nhưng với một bạn bình thường mà con gì con chạy từ hồi tháng 8 năm 2022 đó mà đến bây giờ ấy, thì chưa chắc là các con đã xong cái lộ trình 5.0, 5.5 đâu. Đó, và chưa chắc là các con đã đi thi đạt được đâu. Đó, nên là mình sẽ phụ thuộc vào cả cái tính chất của con nữa. Đó là hiện tại tính cách của con, cái điểm mạnh của con và cái sự chủ động của con trong việc tập như nào. Đó, và với những bạn một bạn bình thường chưa có nhiều quyết tâm, chưa có nhiều cái sự chú trọng trong việc học tập hay sự chăm chỉ quyết tâm thì các con sẽ cần phải ít nhất là một năm rưỡi đến 2 năm để mà con đạt được cái điều đó. Thì thời điểm lớp 11 với một bạn bình thường là thời điểm rất gấp rút rồi. Đó, bắt buộc là con phải dành mọi tâm huyết cho việc học tập nữa để mà có thể hỗ trợ được. Đó. Vậy thì với các con thì như mình như chị Ngân vừa trao đổi với các con mà mình nếu mà mình biết trước từ sớm thì chắc chắn là mình hỗ trợ cho con từ lớp 10, lớp 11 rồi. Vậy thì có nhiều phụ huynh bây giờ thì cái cơ hội về IELTS thì nó lại mở rộng hơn rất là nhiều. Tức là nó không đơn giản là cái việc mà cho con xét tuyển vào trường đại học nữa. Mà bây giờ chứng chỉ IELTS nó cũng sẽ IELTS nó có thể giúp cho tất cả các bạn học viên ngay từ hồi cấp 2 nếu là lớp 8, lớp 9 cho con có cái cơ hội tiếp cận về kiến thức về 4 kỹ năng và cho con có nền tảng để con tham gia các đội tuyển học sinh giỏi hay là con tham gia vào các trường chuyên đó, con có thể có cơ hội xét tuyển vào các trường chuyên đó. Vậy thì hồi lớp 8, lớp 9 thì không biết là bên phía chị Ngân thì đã biết gì biết biết nhiều về IELTS, biết về chứng chỉ IELTS để giúp cho con chưa, hay là bản thân Khang lúc đó thì đã biết nhiều về IELTS để mà mình xác định cho con trong cái việc mà xét tuyển vào các cái trường chuyên vào lớp 10 chị ạ? Chị thì cũng không 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 am hiểu lắm, bởi vì chính cái việc học này thì cháu nó chủ động nó xin học, nó xin xin học, chứ chị thì cũng cũng không mình không quan tâm tức là chưa chú ý đến khi mà cháu nó đề xuất rồi thì chị cũng mới biết nên là Thế là cũng rất là may mắn đúng không ạ? Bởi vì nếu mà đôi khi nếu mà mình con mà lúc đấy mà con lại không chủ động trao đổi thì đôi khi bây giờ con lại rất vất vả trong việc mà mình học các môn tốt nghiệp xong rồi con phải thi giống như thi bình thường. Đó thì sẽ khó hơn cho các con. Thì nếu mà trong trường hợp mà mình đặt vào tình huống nếu mà trong trường hợp mà bản thân Khang hồi lớp 8 mà con đã được mình cũng sẽ hiểu mình cũng biết nhiều về IELTS, về chứng chỉ IELTS để giúp cho con rồi. Thì nếu mà mình biết ngay từ hồi lớp 8 khi mà con còn đang học ở trường cấp 2 và biết rõ những cái lợi thế của học IELTS cho con rồi thì nếu là chị Ngân thời điểm đó thì chị có hỗ trợ cho con học IELTS ngay từ hồi cấp 2 để cho con có những cơ hội từ hồi cấp 2 không ạ? chị có chứ, nếu mà biết là học ở những cái trung tâm này có những cái IELTS này thì chị cũng sẽ cho cháu nó học học từ cấp 2 ấy. Dạ vâng, đó thì Mình không biết không xong lên cấp 3 rồi thì cháu nó mới tìm hiểu rồi nó đề xuất, thế nên là chị mới cũng mới biết. dạ vâng. Ở giáo viên ở trường của Khang thì có hay trao đổi với phụ huynh về các cái phần xét tuyển hay là các cái phần chứng chỉ IELTS để các phụ huynh có thể quan tâm nhiều hơn không ạ? À không đâu em ơi, À thế ạ. ở tỉnh của chị thì các giáo viên không không ấy đâu, các cháu nó cứ học nhau rồi các thứ thôi, còn giáo viên thì không không có trao đổi với phụ huynh về những cái này À thế ạ. Trong các cái buổi họp phụ huynh thì sao ạ? đâu. Thì cũng Cháu có trận. không không không
Cô giáo không phổ biến đâu, nhưng mà Dạ. các cháu nó cứ học nhau rồi nó tìm nó xem trên mạng các thứ rồi nó xem cái kết quả xét của các trường của những năm trước thì nó cần những cái gì đấy nó khác đề xuất thôi chị. Dạ. Dạ vâng. Chị Ngân thì anh nhà mình thì cũng làm cùng ngành với mình ạ. Thì cái việc đồng hành cùng anh nhà của anh nhà thì có đồng hành cùng với Khang nhiều không ạ? Cho việc học tập của con ấy ạ. Bố của cháu Khang thì cũng như chị thôi, cũng không chỉ biết lo cho con về Dạ. về vật chất thôi, còn rồi động viên này thôi cũng không công lắm. À thế ạ. Thực sự Dạ vâng. may mà cháu nó khác đề xuất ra đấy, nó thích học tiếng Anh thì nó đề xuất ra thì mình cũng mà thôi, thì cái nguyện vọng mong muốn của cháu nó từ cấp 2 rồi nó cũng muốn là học tiếng Anh, Dạ. nhưng mà bởi vì là chị cũng đúng là cũng chưa quan tâm đến những cái chương trình học như này ấy, nhưng mà Ừ. còn nếu mà biết sớm thì mình đã cho cháu nó học sớm rồi, đến lúc năm lớp 11 rồi mới cháu nó mới đề xuất thì mình cũng mới biết. Vâng. Đó nên là đôi khi đến cả năm lớp 1 khi mà con học lớp 11 rồi đôi khi đề xuất mà mình lúc đấy mình mới bắt đầu đi tìm trung tâm là lúc đấy mình cũng chưa biết là mình sẽ chọn nơi nào đúng không ạ? Tâm nào Đấy. vì là chị ở tỉnh miền núi này nữa nên là cũng trên ở Cao Bằng này thì nó chỉ có những cái trung tâm dạy trẻ con thôi, Dạ. dạy một cấp 2 thôi nên là mình cũng không biết là học ở đâu thì nó tốt này rồi học thế nào Dạ vâng. Tức là về về phổ cập về IELTS ở cái khu vực của mình là đôi khi cũng sẽ còn hơi hạn chế đúng không ạ? Chưa có nhiều để mà các phụ huynh cùng biết và cũng như cùng chia sẻ với nhau. Thì em nghĩ là nếu mà trong trường hợp Khang mà được rồi thì chắc chắn là cũng sẽ là tấm gương đúng không? tư vấn ở Cao Bằng này thì mới nhiều người biết đến, thế đến khi mà đấy đến khi mà con nhà chị cháu nó có kết quả này rồi thì xong rồi một số người đồng nghiệp rồi là mọi người cũng mới hỏi với học cái này thì như thế nào thế Dạ. nào. Dạ. Thế cũng rất là tự hào đúng không chị nhỉ? Thế là cũng rất là tự hào về con nhé, đúng không Một số phụ huynh là cũng không biết đâu. À, tức là lúc đấy, tức là Khang nghĩ là khai mở cho về IELTS ở vùng Cao Bằng đúng không ạ? Tức là các bạn, các phụ huynh cũng sẽ biết là Khang đạt được chứng chỉ đó là các phụ huynh cũng hỏi đúng không ạ? Cũng hỏi nhiều về chứng chỉ đó và cũng như là bắt đầu là quan tâm về cái điều đó cho các con của mình đúng không ạ? Ừ, dạ vâng được rồi ạ. Rồi vậy là thế là rất là tốt rồi. Tức là ngoài cái việc mà mình có cái được cái kết quả nữa thì mình cũng là tấm gương cho các bạn khác nữa để mà các bạn có thể học hỏi và noi theo ạ. Em thấy cái việc học tiếng Anh của Khang ấy là bạn ấy rất là chủ động trong cái việc bạn ấy học ấy, là một người rất là chủ động đấy, rồi cả kể cả nghe cái phần kỹ năng nói của bạn ấy, nói tiếng Anh thì bạn ấy khả năng nói rất là tốt, hầu như là cái kỹ năng mà vượt trội nhất so với tất cả các kỹ năng khác đấy. Nhưng mà lần trước thì em nhớ là chị có chia sẻ trong cái quá trình bạn ấy học ấy, thì bình thường ở nhà thì cái việc diễn đạt của bạn ấy bằng tiếng Việt ấy thì nhiều lúc là nó cũng chưa có được mạch lạc, chưa có được thoát ý. Thì khi mà chị quyết định cho bạn ấy học tiếng Anh như thế này thì chị có lo lắng gì về cái phần nói của con trước khi mình chọn đăng ký học tiếng Anh cho con không ạ? Có đấy, chị cũng mới đầu thì chị cũng thấy lo, chị bảo là tiếng Việt còn chưa sõi thì sao học tiếng Anh được. Vâng. Vì tiếng Việt ấy, nhiều khi kiểu bạn ấy giao tiếp ấy, để mà nói, tức là bạn ấy giao tiếp bằng tiếng Việt là không lưu loát, thực sự là như À, vâng, chưa lưu loát được đúng ạ. thì hỏi câu nào thì nói câu đấy thôi chứ còn không biết nói dài, không không nói không hay, tức là đấy thì cũng lo, bảo tiếng Việt thì còn chưa biết diễn đạt thì học tiếng Anh thì kiểu gì. Nhưng mà bây giờ thì bạn ấy trả lời là con thích giao tiếp tiếng Anh hơn là tiếng Việt. À, Tiếng bây giờ bạn ấy bảo thế ạ? Việt nhiều khi con chẳng biết diễn đạt cái đấy nó là cái gì, nhưng mà con tra tiếng Anh này con lại biết cái từ đấy nó là như thế nào. Bạn ấy rất là
tức là về giao tiếp tiếng Anh thì thấy thấy là tự tin hơn là nói tiếng Việt, tức là nói tiếng Việt vì ví dụ là nói với người quen ấy thì không không người quen thì không sao, nhưng mà với người lạ ấy thì là giống như là cảm thấy là không 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 tự tin. Không tự tin, không diễn đạt được đúng không ạ? Bây giờ tự tin tiếng Anh hơn rồi. Mà nên không tự tin. Thế nhưng mà mong muốn là cũng thích là nếu mà đi học đại học ấy là thích học tiếng Anh hơn tiếng Việt À, thích học giáo trình tiếng Anh hơn, thích là các cái giáo viên dạy tiếng Anh hơn hơn là dạy bằng môn tiếng Việt, bằng các ngôn ngữ tiếng Việt. ấy. Nếu mà bạn vào khoa quốc tế thì chắc chắn là sẽ học bằng tiếng Anh đấy chị ạ. Nếu mà vào khoa quốc tế ạ. Dạ vâng. Thế bạn ấy là thích là bảo thích là đi học tiếng Anh hơn là tiếng Việt đấy bây giờ Được cái việc mà khi mà con nói tiếng Anh ấy, có nhiều phụ huynh thì nghĩ rằng khi mà con nói tiếng Việt chưa tốt là chắc chắn là nói tiếng Anh không tốt. Nó giống như quan điểm ban đầu của mình cũng lo lắng như thế đấy ạ. Nhưng mà thực ra thì có nhiều bạn thì khi mà nói tiếng Anh thì bạn lại thể hiện ý được tốt hơn. Bởi vì đối với tiếng Việt của mình nó thứ nhất nó sẽ hơi hoa mỹ và hơi 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 gọi là mình sẽ hơi vòng vo một chút xíu. Mình sẽ không đi thẳng diện vào cái vấn đề và mình sẽ cần phải giải thích, đôi khi mình cần phải giải thích sau đó mình mới kết luận. Nhưng mà đôi khi với tiếng Anh của mình ấy thì mình sẽ nói trực diện hơn và mình sẽ chỉ cần đi và tập trung giải thích đúng cái vấn đề đó thôi, chứ không cần phải nói khéo hay là cần phải giải thích khéo hay như thế nào, thì có thể nó sẽ dễ dàng hơn cho con. Đối với tính cách của Khang thì bình thường ở nhà thì con có hay chia sẻ nhiều không chị, hay là ví dụ như là con bình thường con ở trên lớp các thứ con có giơ tay phát biểu nhiều không ạ, hay là cũng sẽ là tính cách hơi hướng nội một chút xíu ạ? bạn đấy thì hơi hơi rụt rè nhá. Ừ nhá, rụt rè đúng không ạ? Cho nên là với cả cái giao tiếp ấy là hơi kém, Ừ tiếp dạ. người ngoài ấy, tức là người không quen ấy là hơi kém, chỉ có giao tiếp trong gia đình bố mẹ anh chị em ấy thì cười nói vui vẻ, những người quen Dạ. ấy thì là vui vẻ được, nhưng mà đi ra cái chỗ lạ ấy là giao tiếp là kém, cho nên là bạn ấy rất là sợ giao tiếp. À, bình thường rất là sợ giao tiếp ạ. Ừ. Đấy. Thế thì em nghĩ là bạn ấy tức là trong tiếng Anh đôi khi bạn ấy được mở lòng hơn đúng không ạ? Là bạn ấy dễ dàng bạn chia sẻ được hơn. Là... Bạn ấy cũng tâm sự là con thích nói tiếng Anh hơn tiếng Việt, tiếng Việt. còn không biết diễn đạt nó là cái gì, không không cho nên là bạn ấy mới rất là thích học tiếng Anh. Thế thì đôi khi sau này thì muốn Khang chia sẻ nhiều hơn thì đôi khi là bố mẹ lại phổ cập thêm môn tiếng Anh nữa để sau này nói chuyện tiếng Anh thì con chia sẻ được nhiều hơn chị ạ. Biết nói tiếng Tày. À, mình dân tộc Tài à? Mình ở... đúng không ạ? À? Thế Vâng. Em học viên ở ALS thì có rất là nhiều các bạn ở dân tộc Tày đấy chị ạ. Vâng, có rất nhiều bạn ở bên Mù Cang Chải với bên Thanh Hóa. Rất nhiều học viên ở bên dân tộc Tày họ vẫn sẽ học mà vậy là biết, biết ba ngôn ngữ đấy, tức là Khang này là biết ba ngôn ngữ đấy, tức là tiếng dân tộc Tày, tiếng Kinh và tiếng Anh là ba ngôn ngữ đấy. Thì Khang có con Khang có biết nói tiếng dân tộc Tày không hả chị? bạn ấy người Tày nhưng mà bạn ấy không 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 biết nói đâu, À, tức là ở nhà thì cũng sẽ là giao tiếp tiếng tiếng Kinh bình thường ạ. nghe được thôi, chứ còn nói tiếng Tày nó rất là, bạn ấy bảo nói khó À tiếng thế Anh ạ. bạn Sinh ra là để tiếng về tiếng Anh ấy. rồi. Bởi vì trong cái việc mà các phụ huynh học tập tại LS thì có rất là nhiều các học viên cũng sẽ trao đổi giống như chị, là đôi khi là tiếng Việt chưa, mình nói đúng cái câu giống như chị vừa trao đổi đấy ạ, là tiếng Việt chưa sõi làm sao mà con chị nói được tiếng Anh, nói đúng như thế luôn ạ. Đó, và nếu mà đưa một lời khuyên dành cho các phụ huynh mà đang lo lắng tính con hơi nhút nhát, hơi hơi hướng nội và đôi khi lại không chia sẻ ở nhà nhiều. Đó, thì nếu mà mình dành một lời khuyên cho các phụ huynh đó đang lo lắng cho việc là con như vậy thì con không thể nói được tiếng Anh, thì với trường hợp nhà Khang nhà mình thì lại khác, là lại có thể phát triển rất là tốt, thì chị có thể có những cái kinh nghiệm hay là chị có những cái chia sẻ gì với các bậc phụ huynh đó để họ có thể an tâm hơn không ạ? Chị nghĩ là đối với các con ấy thì
Thực ra là nếu mà cái sở thích của con như thế nào thì mình cũng hướng theo đấy, chứ còn nếu mà mình bắt ép theo hướng mình thì cũng không được. Ví dụ như con có yêu thích một môn gì đó, hoặc là đấy con thích tiếng Anh thì gia đình cũng nên tạo điều kiện để cho con nó phát triển. Nếu mà nó đã không thích rồi, không không thích thì mình cũng không nên ép ép buộc, Dạ rất vâng ạ. là hiệu quả. Nên là cái bản thân ấy của các cháu ấy nó cũng có phải có cái sở thích rồi nó đam mê nữa thì mới. Dạ vâng. Dạ vâng. Thực ra thì đối với Khang ấy thì cái may mắn đó, rất là tốt, đó là bản thân Khang có sự yêu thích tiếng Anh nữa. Nên là khi mà con học thì con cảm thấy là con hòa nhập được ngay trong cái môn học tiếng Anh và con phát triển được ngay. Đó là lý do tại sao trong thời gian mà tầm 7 tháng mà con đã đạt được đến 7.5 rồi, 7.5 cho việc IELTS rồi, mà so với một bạn bình thường có thể bạn để mà đạt 6.0 bạn phải cần ít nhất là 1 năm rưỡi 2 năm, mà để mà bạn để 7.5 đôi khi bạn các bạn sẽ cần mất 3 đến 5 đến 4 năm nữa để các bạn học tập. Đó thì cái việc mà với những bạn mà chưa có năng khiếu nhiều, tức là các con đơn thuần là các bạn sẽ cần phải học tập bình thường chăm chỉ để mà cố gắng đạt được đó. Thì với những cái bạn đấy mà trong cái trình độ mà hiện tại với các bạn đang rất là cơ bản ấy, thì các bạn lại chưa có sự yêu thích trong việc học tiếng Anh nữa. Đó thì để mà con có thể là gì? Con quyết tâm trong việc học tập ấy thì nó rất là khó. Với các con ở độ tuổi này, độ tuổi dậy thì nữa, các bạn muốn là được chơi nhiều hơn. Đó, muốn được thể hiện nhiều hơn. Đó, nhưng mà các con lại đang yếu như thế thì rất là khó. Thì thường đối với các học viên của Alex là khi mà với các bạn mà đang bị yếu tiếng Anh, đồng thời lại lại thích lại lại ham chơi nhiều hơn, lại lại muốn là có thể tham gia những cái phần khác không phải môn học tiếng Anh, nhưng mà nó là cái môn bắt buộc mà để sau này cho con vào trường đại học, ít nhất là con thi tốt nghiệp hoặc là sau này con xét tuyển vào IELTS. Thì các nhiều nhiều phụ huynh thì cũng trao đổi là để cho con có thể tự quyết định cho con có việc học tập là con có học hay không đó. Nhưng mà đôi khi với độ tuổi các con là con đang vừa yếu tiếng Anh này, con lại đang rất ham chơi nữa, thì để mà con tự quyết định trong việc học tiếng Anh cũng rất là khó, bởi vì như đấy thì cái việc quyết định của con sẽ là không muốn học đó. Vậy thì cái việc mà trong cái độ tuổi của con thì cái sự định hướng trong việc học tập và sự việc mà cho con tạo một cái môi trường để cho con yêu thích trong việc học tiếng Anh dần dần, sau đó thì con phát triển lên các cái kỹ năng và phát triển lên các cái chứng chỉ về IELTS, thì chị thấy có cần thiết cho với các bạn yếu và cũng như là với độ tuổi này của các con không ạ? Chị cũng thấy là cũng chẳng biết chia sẻ thế nào. Tức là với các bạn mà đang bị yếu chị ạ, tức là với các con mà đang bị yếu, đang trình độ khá là yếu về môn học tiếng Anh và các con chưa có sự yêu thích trong việc học tiếng Anh, nhưng môn tiếng Anh cũng là môn mà bây giờ nó là môn bắt buộc trong tất cả các phần thi của con và cũng như là vào trường đại học của con rồi. Vậy thì để mà con có sự yêu thích đấy thì chị có nghĩ rằng phụ huynh nên giúp cho con, thứ nhất cùng định hướng với con, cùng khuyến khích và động viên con, và sau đó thì cùng tạo môi trường cho con để con làm quen dần. Rồi sau đó thì từ cái làm quen đó để con có cái sự hiểu biết nhiều hơn về tiếng Anh, con cảm thấy cải thiện nhiều hơn thì bắt đầu con mới có nền tảng để con có thể bứt phá được như bạn Khang nhà mình. Thì chị thấy điều đó có cần thiết không? Hay là cái việc mà cứ để cho con thoải mái trong việc con tự chọn quyết định, và đôi khi cái việc tự quyết định với độ tuổi các con thì các con lại chưa biết quyết định như thế nào là đúng cho với cái việc tương lai của con ấy ạ? Theo chị thì cái định hướng của gia đình ấy cũng rất là cần thiết, bởi vì là nếu như là có thể có cái sự quan tâm của gia đình ấy thì các cháu nó cũng sẽ tốt hơn. Đồng thời nếu mà cái việc học này ấy thì đối với các cháu ấy ở cái lứa tuổi này ấy, thì chị thấy là ví dụ như được cái môi trường học tốt ấy, thầy Đúng cô rồi. giáo mà kiểu tức là giảng dạy mà thu hút cái sự chú ý của học sinh ấy rồi thì rất là thuận lợi. Bởi vì các cháu thì nhiều khi mà có những cái môn, chị thấy là có những cái môn học ấy nó cứ không thích học vì là nó không thích giáo viên, À, đúng rồi ạ. môn học thì lại
thích học bởi vì là thích giáo viên. Môi trường về phía gia đình thì tạo điều kiện rồi, nhưng mà về phía môi trường học ấy thì cũng rất là quan trọng. Nên những giáo viên ấy mà giảng dạy mà kích thích được cái sự khuyến khích học viên ấy, thì học học trò ấy thì nó cũng cũng rất là tốt. Vâng ạ. Tức là đôi khi học viên đôi khi ban đầu lý do để học là vì quý giáo viên này đã, đúng không ạ? Vì cảm thấy là giáo viên hiểu. Ghét giáo viên là nó cũng sẽ không thích học cái môn đấy nữa. Chỉ thấy nói chung là cả hai phía, phía gia đình thì cũng định hướng cho con, mà về phía cái môi trường học của con cũng vậy. Dạ vâng. Cái môi trường là cháu nó phải thích học. Dạ. Đấy, em thấy là thực ra thì bên phía của chị Ngân này rất hiểu tâm lý của độ tuổi các con ấy ạ. Đúng là khi mà các con học ấy, đấy, các con không thích môn này hay là không thích học, sợ môn này, đôi khi không phải là sợ cái môn tiếng Anh, mà đôi khi là sợ giáo viên dạy tiếng Anh. Đó, sợ giáo viên này nên là không dám học, hay là học thì không vào nên là sợ tiếp xúc. Đó. Hay là đôi khi là việc mà gì học thì lại thì cảm thấy là cái phương pháp của giáo viên này dạy nó không kích thích. Không kích thích nên là không thích học tiếng Anh. Chứ không phải là vì mình bản chất là mình không thích học tiếng Anh, mà bởi vì phương pháp nó chưa đúng. Đó. Nên là em thấy là đúc rút lại thì cái việc mà để cho các con học tiếng Anh, kể cả những bạn mà đang yếu hay là đang sợ môn tiếng Anh, là đang chưa có yêu thích, thì cái quan trọng nhất là bạn ấy có cái môi trường đúng, môi trường chuẩn cho con, có giáo viên mà làm cho con có sự kích thích, hiểu tâm lý của con để kích thích việc học tập cho con. Và thứ hai đó là cái phương pháp giảng dạy để làm sao cho con cảm thấy là gì phù hợp, và cũng như là cái việc học tập của con cảm thấy là hàng ngày con cảm thấy là tiến bộ và con yêu thích. Đó, thì đôi khi đến từ cái thích rất nhỏ nhỏ đi đấy đã, rồi xong là hàng ngày con cải thiện, giáo viên hiểu tâm lý của con thì bắt đầu kích thích cho con những cái phần học tập khác, sau đó dần dần thì con bắt đầu là cái việc học tập của con thấy phát triển, thì bắt đầu con có năng khiếu hơn, đúng không ạ? Dạ vâng, thì em thấy là chị Ngân rất là hiểu tâm lý của các con đấy ạ. Đó. Dạ vâng, vậy thì đối với phần học tập của các con thì bên phía cô Hà thì có phần mà bên muốn chị Ngân chia sẻ, thì cô Hà có thể đặt câu hỏi để chị Ngân có thể chia sẻ nhiều hơn ạ. Vâng, như chị Ngân chia sẻ thì em thấy cái môi trường học tập của con thì rất là quan trọng, đúng không chị? Thì khi mà bạn Khang tham gia cái môi trường học 1:1 tại ILET như thế thì chị có đánh giá như thế nào về cái môi trường học của con ạ? Và nó có những cái lợi ích gì cũng như là cho bản thân con trong quá trình học trực tuyến 1:1 với thầy cô bên Alex ạ? Thì cũng thấy là cháu nó học ở cái môi trường này thì nó rất là thích. Dạ. Rất là cảm thấy là mấy tháng học là thế, chị cũng thường, chị cũng không biết đâu, nhưng mà chị cũng thường xuyên hỏi là thế con học có hiểu không, nó hiểu, nó là thế. Dạ vâng, vì bạn ấy học 1:1 nên là cái khoảng thời gian học trên lớp gần như bạn ấy học 1 tiếng hay 2 tiếng thì là hoàn toàn tương tác hết với 100% với thầy cô ấy. Đấy, em thấy ở trong lớp thì khi mà bạn ấy có những cái nội dung nào mà chưa hiểu thì bạn ấy rất là chủ động để hỏi lại giáo viên, và giáo viên cũng sẽ hướng dẫn lại cho bạn ấy cái nội dung như thế luôn. Tức là cái việc bạn ấy tương tác với giáo viên rất là nhiều trong cái buổi học ngày hôm đấy chị ạ. Dạ vâng. Bình thường thì khi mà con học có chia sẻ thêm với mẹ về giáo viên lớp dạy lớp của con như thế nào không ạ? Nó cũng ít chia sẻ, chị cũng chỉ biết là hỏi là con có thích học không, thì trong nó cứ bảo là thích chứ gì thôi. Tại vì có chia sẻ thì nó chắc nghĩ là mẹ cũng chả hiểu về tiếng Anh, nó cũng chia sẻ. Dạ vâng, thực ra thì với bạn ý thì cái việc học của bạn ý phần lớn là bạn ý chủ động hết, đúng không ạ? Khi mà có chia sẻ với mẹ hoặc là mẹ mẹ hỏi thì bạn chắc là cũng đang chưa chia sẻ được nhiều với mẹ, đúng không chị? Dạ vâng, bình thường thì khi mà bạn ấy học ngoài cái việc học ở trên lớp là học với cô chủ nhiệm cô dạy chính thức ra, thì cô giáo chủ nhiệm cũng có trao đổi những cái tình hình học học tập của con đối với chị để mình nắm được, đúng không ạ? Có cô Thúy thì cũng hay gọi điện báo tình hình học tập, rồi gọi điện.
Dạ vâng, tức là cô cũng phải có thông tin kịp thời đến mình những cái vấn đề học tập của con, ví dụ như cần hỗ trợ như thế nào thì cô cũng có trao đổi đến chị để chị nắm được. Đấy, nói chung là em thấy cái kết quả đạt được của con sau một cái lộ trình học của bên ALES thì cũng có sự phối hợp của bên phía nhà phía gia đình với các thầy cô bên phía nhà trường rất là nhiều, nên là cũng giúp con đạt được cái kết quả hơn cả sự mong đợi của mình, đúng ạ? Ở bên phía cô Hà vẫn nghe thấy đúng không? Em đã không nghe được chị. Rồi. Bên phía chị Ngân vẫn nghe thấy đúng không ạ? Chị nghe nghe được. Dạ, vâng, được rồi ạ. Được rồi, vậy thì đối với việc học tập của con ấy thì em thấy là chị Ngân cũng chia sẻ rất là nhiều đối với việc mà học tập của con và sự đồng hành của bên phía phụ huynh cũng dành cho con cho việc học tập. Cũng những cái lời khuyên mà em nghĩ là cũng rất là có ích đối với tất cả các học viên và cũng như các phụ huynh trong thời gian tới khi mà học tập tại LS. Đó, khi mà con học tập ở bên nhà trường thì bởi vì điều kiện con ở xa đúng không ạ, nên là con học tập online là online một kèm một đó và là online cả đó, thì ban đầu có rất nhiều một số phụ huynh trước khi tham gia học tập ALS thì rất là lo lắng cho việc mà học online. Những phụ huynh mà tham gia học tập ALS ở ALS rồi học online một một rồi có đạt kết quả rồi thì lại rất là tự hào khi mà con học online và con học một kèm một thì con hỗ trợ riêng được. Nhưng mà có nhiều phụ huynh lại rất là lo lắng cho việc học online của các con. Thì không biết là bản thân của bên phía chị Ngân thì chị thấy rằng cái việc mà việc học online của con hiện tại thì con cảm thấy là hiệu quả. Thì với những phụ huynh đang đang lo lắng cái việc học online thì mình có cái phần chia sẻ gì để phụ huynh an tâm hơn không ạ? Chị thấy là học online hay là học tập trung ấy thì cũng chủ yếu là do các cháu Ừ, đúng rồi ạ. thôi. Về phía gia đình thì cũng chị thấy là bởi vì là nhà mình thì ở xa trung tâm nên là cũng không thể nào đi học trực tiếp được, chỉ có là lấy chọn cái cách là học online thôi. Thì chỉ có cách đó thôi. Thế Em thấy là đối với cái online ấy, thì nó lại lại khá là khớp với tính cách của con nữa, đúng không ạ? Này, tính nên cách của con này đôi khi là con lại hơi hướng nội một chút xíu. Nếu mà ở lớp đông đôi khi là con lại không chia sẻ được nhiều. Hay là con không tự tin con chia sẻ. Giống như mình trao đổi là mình con tiếng Việt và đôi khi ở trên lớp là con lại hơi rụt rè. Mà ví dụ như ở trên lớp như thế thì giáo viên lại không thể nghe kỹ được với bạn ấy. Thì đôi khi lại con lại không đạt đến kết quả tốt. Đó, thì cái việc mà nó là cái cũng là một cái điểm may mắn, đó là cái việc giáo viên dạy cho con lại hiểu tâm lý của con, lại phù hợp với cái tính cách của con nữa. Đó thì làm sao con cảm thấy là mình thoải mái trong việc chia sẻ. Đó, ví dụ như mình để là trao đổi có thể ở nhà con có thể ít chia sẻ nhưng mà khi mà gặp giáo viên quý này con lại rất là tự nhiên trong việc chia sẻ. Đấy thì lại dễ dàng trong việc chia sẻ. Đôi khi đối với độ tuổi các con này các con lại trao đổi với giáo viên nhiều hơn rất là nhiều so với phụ huynh. Mình cảm giác là giáo viên giống như người bạn đồng hành vậy. Đấy thì cái việc học một một là nó có lợi thế là giáo viên hiểu tâm lý học tập của con và thứ hai nữa là giáo viên kê sát được cái vấn đề của con để mà hỗ trợ kịp thời cho con nữa. Đó, mình chỉ cần đảm bảo là cái việc học tập của con với đường truyền tốt là hoàn toàn là con là kết nối và cũng như là giáo viên hỗ trợ cho con như bình thường. Đó, đó và nó còn đặc biệt hơn là con sẽ được tương tác nhiều hơn nữa. Thì trong vừa rồi là con học với cả giáo viên Việt Nam và con học với cả giáo viên nước ngoài, đúng không ạ? Con được học với một một cái cả giáo viên nước ngoài nữa thì cái thời gian luyện tập của con sẽ là tối đa cho một cái giờ học của con. Đó, thì đấy là đối với việc học tập của con thì khi mà con học tập thì bản thân bên phía chị Ngân ấy thì đối với việc học tập của Khang thì sắp tới thì mình cũng sẽ có những cái dự định cho cái việc mà thi vào trường. Thì bên phía cô Hảo sắp tới thì cô Hảo tí nữa thì cô Hảo sẽ tìm hiểu các thông tin kỹ để có thể trao đổi với Khang cũng như trao đổi với chị Ngân nhiều hơn để mà mình có thể cho con vào cái trường mà con tốt nhất chị nhé, trường đại học mà con tốt nhất. Đó, thì bên phía Hảo thì cũng có thể tiếp theo phần chương trình để mà có thể trao đổi bên phía phụ huynh nhé. Đã. Với cái chương trình học của Khang để vào đại học ấy thì như em trao đổi ấy, thì em sẽ gửi lại cho chị cái thông tin xét tuyển của cái trường Bách khoa của con, mình cần những cái chứng chỉ, những cái yêu cầu gì thì em sẽ gửi lại cho chi tiết cho chị nhé. Đấy, thì em cũng rất cảm ơn chị là hôm nay đã tham gia cái buổi chia sẻ cùng với nhà trường, rất là ý nghĩa cho nhà trường cũng như là các phụ huynh sắp tới mà có định hướng cho con học IELTS. Đó, thì hiện tại thì bên nhà trường cũng đang triển khai cái chương trình đôi bạn cùng tiến ấy, nhận ngay 10 buổi học
với giáo viên nước ngoài chị ạ. Tức là khi mà chị giới thiệu học viên đăng ký học tại trung tâm thì bạn Khang nhà mình cũng sẽ được tặng thêm 10 buổi học với giáo viên nước ngoài nữa. Thì không biết là trong gia đình mình hay là người thân của mình thì có ai đang có nhu cầu học tiếng Anh thì chị có thể giới thiệu đến bên trường, thì bên trường có thể được hỗ trợ cũng như là đồng hành cùng với bạn học viên đấy để có thể đạt được kết quả tốt như Khang nhà mình ạ. Hôm trước chị cũng 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 hôm trước cũng có một huynh có ý định học cho con học này, chị cũng đã liên hệ với cô Thúy. Vâng, đấy. Thì các thông tin về hôm trước là chị có gửi cho cô Thúy rồi đúng không ạ? Thì mình có thể gửi thông tin giới thiệu một bạn học viên, thì khi bạn ấy đăng ký thì Khang nhà mình sẽ được tặng thêm 10 buổi học với giáo viên nước ngoài nữa chị nhé. Thì cái này thì cái này thì em sẽ báo cô Thúy, thì cô sẽ liên hệ lại với phụ huynh mà chị đã giới thiệu. Thì nếu mà trường hợp mình có thêm các phụ huynh của bạn bè đồng nghiệp mà muốn đăng ký nữa thì chị có thể giới thiệu đến bên nhà trường chị nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị Ngân. Hôm nay mình cũng dành thời gian để mình tham gia cái buổi chia sẻ cùng với bên nhà trường, cũng trao đổi rất là nhiều những cái nội dung mà nhiều phụ huynh hiện tại cũng đang 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 rất là đắn đo cho việc con có thể tham gia học và định hướng rõ ràng cho con học cái chương trình học IELTS chị ạ. Chị cũng Dạ mời vâng. các cô nhiệt tình giảng dạy cũng như là theo sát con để mà có được cái kết quả như 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 mong muốn như thế này, rất là Dạ vâng. đáng. Dạ vâng, thế rồi em cảm ơn chị Ngân rất là nhiều chị nhé. Rồi. Cô Hảo tìm hiểu cái thông những cái thông tin của trường Bách Khoa giúp chị, xong rồi gửi Dạ Zalo. vâng, em sẽ tìm hiểu và em sẽ gửi lại đầy đủ chi tiết cho chị luôn. Dạ vâng, nên là chị cứ yên tâm. Thực ra thì với điểm của Khang 7.5 như thế rồi thì mình hoàn toàn có thể tự tin với hồ sơ của mình để vào trường Bách Khoa luôn chị ạ. Dạ vâng. Vâng, thế em cảm ơn chị Ngân đã dành thời gian tham gia buổi ngày hôm nay chị nhé. Dạ Dạ vâng. vâng, cảm ơn chị Ngân nhiều. Đối với phần kết quả học tập của con được 7.5 thì bên nhà trường cũng có gửi cái phần quà, phần bằng khen và những cái phần quà về địa chỉ của nhà mình đấy ạ. Đó thì dạ vâng, có thể là trong ngày mai hoặc là ngày kia thì mình sẽ nhận được cái phần quà với cho phần thưởng của bên nhà trường dành cho cái sự cố gắng và kết quả học tập vượt trội của bên phía Khang nhé chị nhé. Thì dạ vâng, lần cuối thì cũng xin chúc mừng bên phía gia đình chị Ngân và cũng như bên bạn Khang có thể đạt được những mục tiêu mình mong muốn, và cũng như hy vọng là trong thời gian tới thì bên nhà trường có cơ hội để đồng hành với nhiều học viên nhiều hơn nữa ở bên phía tỉnh Cao Bằng đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn phía chị Ngân rất là nhiều về ngày hôm nay chị nhé. Cao Bằng này tư vấn một lớp nhiều phụ huynh mới biết được không, không Thế. biết được. Dạ vâng, với chị Ngân thì cố gắng là nếu mà có các phụ huynh nào mà có Đây dạ mới không biết là học ở đâu được. thế thì cũng rất là nhờ bên phía chị Ngân có thể hỗ trợ để có thể bên phía tỉnh Cao Bằng các bạn học viên có thể Alex có cơ hội để hỗ trợ được các nhiều học viên ở bên phía tỉnh Cao Bằng nhiều hơn chị ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ vâng. Dạ vâng, em xin phép là hôm nay thì mình sẽ kết thúc ở đây và hy vọng là trong thời gian tới thì khi mà con xét tuyển vào trường đại học thì bên phía cô Hảo sẽ hướng dẫn, và cũng như là khi mà con được vào những trường đại học mong muốn thì bên nhà bên gia đình cũng có thể thông báo với bên phía nhà trường để cùng chung vui cùng với bạn ý chị nhé. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Em Dạ xin vâng, phép. em cảm ơn chị Ngân. Vâng, chào chị.